Tối 12 tháng 4, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1994, 16 tháng 4 năm 2024. Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam qua các thời kỳ và hàng trăm khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam cho biết, trong 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn và đạt được những dấu ấn, thành tựu đáng tự hào và trân quý. Khi mới thành lập, trong bối cảnh đất nước ta, khi ấy công tác xã hội là một nghề non trẻ so với nhiều ngành nghề khác trong xã hội. Trước sự ảnh hưởng của hội nhập quốc tế, du nhập trong đầu tư công tác xã hội tiêu biểu và những đổi mới về chính sách kinh tế xã hội, lý luận và thực hành trong công tác xã hội của nước ta, các thế hệ lãnh đạo, các bộ đầu tiên của trung tâm với bản lĩnh và ý chí dám nghĩ, dám làm đã vượt khó vươn lên, trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng để tạo ra được những dấu ấn, thành tựu đáng tự hào, trân quý. Với phương châm cho cần tốt chứ không cho sâu cá đã làm chuyển đổi cơ bản hình thức trợ giúp mang tính bao cấp trước đây sang trợ giúp cho tham vấn nhằm giúp các đối tượng yếu thế, đặc biệt là thanh niên tự giải quyết được vấn đề của mình, vươn lên trong xã hội. Chặng đường 30 năm phải qua nhiều thế hệ đối diện nhưng đều có chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng cho Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng, đạt được những thành quả phát triển trên nhiều lĩnh vực, xây dựng lối sống đẹp. Ghi nhận những thành quả trên, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đánh giá cao các hoạt động mà Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam đã đóng góp cho thế hệ trẻ. Qua quá trình theo dõi, Ban Bí thư Trung đoàn và Ban Bí thư Việt Nam đánh giá rất cao và trân trọng biết ơn các anh chị trong suốt hành trình 30 năm qua đã đóng góp một cách xứng đáng và chất lượng hiệu quả. Công tác đoàn trong các trung tâm, công tác hội thực hiện thanh niên các cấp và đóng góp chung và các đóng góp của thế hệ trẻ cả nước trong cái chặng đường vừa qua. Chúng tôi thấy rằng là xuyên suốt chặng đường 30 năm đó, dù ở mỗi thời kỳ khác nhau cũng như cuộc sống thôi, có lúc khó khăn, có lúc vất vả, có lúc đột quỵ như một hình xin quân nhân lúc lên lúc xuống, cũng có lúc phải cảm thấy hài lòng vui mừng vì những kết quả mình đạt được rất tốt, nhưng cũng có lúc mình cũng phải chăn trở và cũng có thể lúc cũng thấy chạy lòng thì cũng có những trạng trung tâm người ta hoạt động chưa tốt. Nhưng tôi cho rằng cái sở chỉ đó xuyên suốt tôn chỉ mục đích của trung tâm trong suốt 30 năm qua như cái phương châm mà đặt ra, đó là tinh thần tận hiến phục vụ, đó là tâm huyết, trách nhiệm, là sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng, là sự kiên trì vượt qua khó khăn để chúng ta hoàn thành tốt sứ mệnh công việc của mình. Và lớp lớp cán bộ của trung tâm từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn luôn trao truyền giữ gìn và phát huy nhân dịp này, Báo Thanh niên và Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam phát động cuộc thi viết và ảnh Công tác Xã hội trong trái tim tôi. Thi nhằm tôn vinh ngành công tác xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp, mang đến những góc nhìn sâu sắc của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là người trẻ, đang làm công tác xã hội thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, góp phần phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách để giúp các hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Với những giải thưởng có tổng giá trị gần 120 triệu đồng, các tác phẩm dự thi đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên các kênh của Báo Thanh niên, đồng thời được tuyển chọn để in thành sách với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, chia sẻ điều hay, ý đẹp về ngành công tác xã hội, qua đó làm thay đổi nhận thức, cuộc sống người đọc, góp phần cho việc phát triển xã hội dân văn tốt đẹp hơn. Cuốn sách cũng là món quà quý đầy ý nghĩa dành tặng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9.